Ai cũng có ước mơ hoài bão. Cái hoài bão của em là một gia đình hạnh phúc. Trước khi nên duyên cùng Quốc Nghiệp, ca sĩ Ngọc Mai bất ngờ dính nghi vấn từng một lần đò, còn lộ cả loạt hình cưới. Trên các diễn đàn và một số group kín trên mạng xã hội, những hình ảnh về một đám cưới được cho là của ca sĩ Ngọc Mai 9 năm về trước bỗng nhiên được lan truyền một cách chóng mặt. Thậm chí những hình ảnh này còn cực kỳ rõ nét khiến dân mạng lại càng hoài nghi hơn về thông tin này. Trong loạt hình ảnh, đám cưới được cho là của Ngọc Mai có concept của một đám cưới tân thời. Cô dâu mặc áo dài cắt tân trắng, đám cưới được dùng hoa sen làm concept chủ đạo. Điều đáng chú ý trong đám cưới này còn có sự xuất hiện của một số nghệ sĩ nổi tiếng như cố nhạc sĩ Nguyễn Ánh Chính, nghệ sĩ ưu tú Tạ Minh Tâm, nghệ sĩ ưu tú Thanh Thủy, v.v. Điều này càng làm công chúng thêm khẳng định đây đích thị là đám cưới của ca sĩ Ngọc Mai. Bên cạnh đó, dân mạng còn tiếp tục soi được một bài viết của một người quen nữ ca sĩ chúc mừng người đẹp ngày theo chồng về dinh. Tuy nhiên, một số người lại cho rằng đây chỉ là sản phẩm của Photoshop mà thôi, và cô dâu thì cũng có thể là người giống người. Ngay khi thông tin này được lan truyền, báo giới cũng đã liên hệ với những bên liên quan để có lời giải đáp. Về phía Ngọc Mai, quản lý của cô nàng từ chối trả lời trước lùm xùm, còn về bên đại diện Quốc Nghiệp thì lên tiếng cho rằng chúng tôi không phủ nhận cũng không khẳng định, chúng tôi sẽ thông tin tới mọi người sau. Nghệ sĩ nhân dân Tạ Minh Tâm, người từng được cho là có xuất hiện trong buổi lễ tiệc năm ấy, xác nhận anh từng tham gia đám cưới của Ngọc Mai. Bởi lễ cưới diễn ra cách đây khoảng 10 năm ở một nhà hàng nên anh cũng không còn nhớ rõ thời gian và địa điểm chính xác. Mong rằng với làn sóng dư luận ngày càng lớn, vợ chồng Ngọc Mai sẽ lên tiếng để làm rõ thông tin này. Bỏ qua ồn ào hôn nhân trước đó, Ngọc Mai hiện tại đang có cuộc sống tình cảm cực kỳ viên mãn bên chàng hoàng tử siếc Quốc Nghiệp. Năm 2015, Quốc Nghiệp Ngọc Mai đi đăng ký kết hôn, họ về sống với nhau, song tới hiện tại vẫn chưa tổ chức đám cưới. Trải qua thời gian chung sống, bộ đôi có với nhau hai con và dự định sẽ tổ chức đám cưới vào khoảng tháng 4 tới. Đông đảo netizen đứng về phía Ngọc Mai và cho rằng việc đổ vỡ hôn nhân, sau đó tìm được hạnh phúc mới và kết hôn lần hai là điều hết sức bình thường, không có gì đáng bàn cãi. Thời gian gần đây, ca sĩ Ngọc Mai là cái tên được công chúng nhắc đến khá nhiều, đặc biệt là sau thành công của cô tại một chương trình truyền hình. Tuy nhiên, không lâu sau khi tỏa sáng, Ocean Ngọc Mai liên tiếp vướng phải thị phi, từ đời tư tới sự nghiệp ca hát khiến người đẹp dần mất điểm trong mắt công chúng. Nữ ca sĩ thậm chí còn bị gạch tên khỏi danh sách các nghệ sĩ tham gia trong một show âm nhạc tầm cỡ bởi nghi vấn trịch thượng, thái độ không đẹp với đàn anh đàn chị, mang hết của nghệ sĩ khác đi biểu diễn mà không xin phép. Chưa dừng lại ở đó, một số người còn đưa ra quan điểm rằng cô chưa đủ tố chất để làm ca sĩ khi bản thân chưa có bản hit, không có mọi âm nhạc cá nhân. Những ca khúc mà người đẹp thể hiện thường là remix lại chứ không hề có sáng tác riêng. Điều này đã khiến phần đông công chúng không bằng lòng. Dẫu có nhiều lùm xùm bổ vây, nữ ca sĩ lại chọn cách im lặng. Điều này càng khiến công chúng thêm phần dậy sóng. Mong rằng qua những sự việc trên, người đẹp sẽ có được khoảng thời gian để nhìn lại và có những hành động đúng hơn trong tương lai. Còn bạn, bạn cảm nhận thế nào về những ồn ào đời tư và cả tin đồn về cuộc hôn nhân từng đổ vỡ của Ngọc Mai? Hãy cùng chia sẻ với chúng tôi nhé! Nhớ bấm nút theo dõi kênh nhé!